Bộ máy này là đúng là cái đẳng cấp luôn. Hương ơi, vào nhìn xem đẹp luôn. Mới tinh như mới tinh tinh rồi. Từng cái dây cu loa này, những cái gọi là bu đi của nó này, còn đầu và gương. Hương xem nào, nhìn thấy nó cái sản phẩm này. Đây đã là một cái cơ hội là anh đầu tiên là anh được chiêm ngưỡng cái sản phẩm của động cơ của cái UISS mà đời 2020, tức là đang thịnh hành, vẫn đang là model mới nhất của hãng VT này, dòng cao cấp nhất. Đây là những cái đây là những cái hàng kia làm sao này. Cái này của nó, cái máy của nó nhỏ gọn nhỉ. Ừ, phải nói là gọn, để anh cho đây. Anh chạy ở đây tí. Chắc không như thằng Pana hay thằng ấy thì nhỉ, máy nó to hơn. Thì nó, máy Pana thì nó to quá. Máy Pana thì nó làm đồ sộ hơn. Cái thằng nó có một cái đặc trưng riêng của nó mà. Đấy, em quay vào sát đây. Đấy, nhìn cái con lăn kìa, đây cái con lăn này, nó không có vết thời gian. Đúng không? Đấy. Đây cái mỡ này, dòng mỡ này. Mỡ chuẩn luôn, đây những cái con ốc người ta đánh dấu từ những con ốc vít. Những cái bắt đầu là cái đo huyết đạo. Nếu mình không ấy đây là nó sẽ báo lỗi. Nó không có cái điểm tì vào. Điểm tì là mọi người. Đấy, cái động cơ này rất đẹp. Camera quay sát đây. Đấy, cái đường này. Chỉ có cái hàng có đặc cấp thì nó mới được nè. Đây anh Hưng đã sở hữu được cái sản phẩm này. Nói là nếu mà không tự hào gì thì chắc là ở Việt Nam những người đang sử dụng cái ghế Fuliki SKS 7100 này, chắc là nếu mà Tuấn Gia Ban không gọi là tìm hiểu trên thị trường là hình như chưa có một ai. Đấy. Đấy, những hoạt động cơ chế của nó. Hưng thấy thế nào mà khi mà mình đã tháo cái cốp của cái con ghế này ra, thấy nó có hài lòng, thấy cái sự mà 5 tháng là nó đẹp. Những cái con mà đấy tháo ra ví dụ 10 năm nó đã nhìn nó đẹp rồi. Nhưng những con này, những cái motor động cơ là rất là nhỏ bé này. Này, động cơ nó bé này. Càng đời cao nó cái nhỏ gọn hơn. Đó. Mới trồng chất máy nó rất mới. Đây, nhìn cái những mảng mạch này. Xanh lét rất là đẹp. Rồi thế là qua đây thật ra thì lần đầu tiên là Tuấn Japan cũng được sở hữu và mở một cái ghế massage VIP được sự đồng ý của gia chủ khi đã mua. Chứ còn ở nhà thì Tuấn Japan thì cũng không có mở làm gì cả, có sự nguyên vẹn của. Ok. Rồi Tuấn Japan tạm dừng cái clip mở cái cốp để xem cái cỗ máy của cái đời VIP cao cấp nhất của hãng Fuliki. Nó hoạt động ra sao? Động cơ là sao? Những cái động cơ là rất là bé nhưng mà lại gọi nhỏ nhưng có võ. Đấy. Những cái động cơ đời trước thì nó to hơn. Đây kể cả những bánh răng cảm biến này nữa. Okay. Tinh luôn.
không có mình vây. Con cái những cái con là sấy của nó là nó không được. Con này không mà nếu cái động cơ như này thì cứ khoảng 2-30 năm thì chạy thì không vấn đề gì đúng không? Người Nhật người ta chế tác ra rồi thì hỏng cái gì? Bây giờ bảo dưỡng cái gì trong này? Theo Hưng có phải bảo dưỡng cái gì trong này không? Nếu nó chạy không trục trặc gì, không sửa chữa gì thì nó bảo dưỡng cái gì đây? Mỡ này thì hàng 10-20 năm thì không có bị phải suy nghĩ. Đấy, những motor thì không trổi than, nó kín như này. Cái dây cura và những con lăn này những là cái chỗ gọi là nếu có đáng phải xử lý về 5 năm 10 năm sau chưa chắc đã phải xử lý đúng không? Thì bảo dưỡng cái gì đây? Nếu mình không bị hỏng, không bị sửa chữa nó hỏng hóc mà nó phải gọi là hàng bãi thì nó phải độ chế, chứ còn riêng mà những cái mà như này thì đấy. Tôi Japan cứ nói sự thật thì cứ luôn luôn là sự thật thôi. Chứ còn bây giờ mình bảo dưỡng cái gì? Nên khách hàng dùng những cái sản phẩm như này là luôn luôn yên tâm ở Tuấn Japan. Còn đương nhiên là có những cái mà nó lỗi. Nhưng mà cái lỗi này thì hàng nghìn hàng vạn cái thì chắc là với những cái đời như này thì nó mới xảy ra. Nếu mà mình dùng mình không cắm nhầm điện hay nó kia thì chắc là không bao giờ phải suy nghĩ một cái vấn đề gì cả. Động cơ rất là nhỏ gọn và hiệu quả. Anh biết rất thích. Rồi ok, Tuấn giao an đây, anh em mình bắt tay cái này. Thấy hài lòng về cái sự tháo ra này đúng không? Vâng. Đấy. Đấy. Khi mà đã tin tưởng là Tuấn Giao An thì khi mà hai vợ chồng ra mà chỉ trong buổi sáng nay ngồi với nhau hơn tiếng đồng hồ chốt em gọi là sản phẩm VIP nhất. Đấy. Thế thì cứ mong Hưng là lan tỏa cho Tuấn, thì Tuấn thích là lan tỏa những cái sự tử tế. Phải nói sự tử tế. Những cái mà mình bỏ cái đồng tiền ra là phải xứng đáng, và những cái gì là chất, chứ còn không làm cái đồ mà bát nháo, rồi là những đồ mà hàng gọi là bông má là với Tuấn Gia Vang là nghiêm cấm không có. Thế thôi anh em mình bắt tay cái nữa nhờ. Đấy, để Tuấn Gia Vang đóng lại cái cốc này rồi. Xin chào, để anh em mình tiếp tục để lắp vào nhé. Ok.